Cô giáo nhắc nhở chỗ là sẽ là mong muốn nguyện ý của mình không biết là người ta có đồng ý hay không, đúng không? Mà người ta đồng ý cũng được, không đồng ý thì cũng không sao. Nhưng nếu mà là nhỏ thì nghĩa là bắt buộc phải đi, không đi không được, chỉ lôi đi. Đấy, kiểu như thế, thấy chưa? Sẽ rủ của nhau Anh gọi nhau. phải phải đi sao từ chối đi, phải đi đấy, không từ chối được. Của nhau là chỉ thị thay này. Rồi, ngữ pháp nha. Nào, cách đọc năm nào, cách đọc năm có hai cách đọc như thế này các bạn. Ví dụ như là năm 2020 thì sẽ có là ở lĩnh niên là năm 2020. Thế năm 2023 là gì nữa? 2023 ở lĩnh sang lĩnh đâu? Hả? Ở lĩnh sang lĩnh. Ở lĩnh ơ lĩnh. Ở lĩnh ơ sang lĩnh. Nén bắt đầu là đằng sau cùng, nén bắt đầu là đằng sau như này đấy, đằng trước là số thôi, được chưa? Đây là cách đọc năm. Còn cách đọc giờ trong tiếng Trung Quốc, cái gì to thì đứng trước, cái gì bé thì đứng sau. Trong tiếng Trung Quốc thì nó sẽ là buổi cho đến giờ đến phút, được chưa? Nghĩa là cái gì to thì đứng trước, buổi to hơn giờ, giờ to hơn phút, phút to hơn giây, được chưa? Buổi cộng giờ cộng phút. Ví dụ 10 giờ sáng thì mình sẽ nói là gì đấy ạ? Sáng ngủ 10 điểm là 10 giờ sáng. Rồi, 10 giờ sáng gọi là sáng ngủ 10 điểm. Sáng ngủ buổi sáng đặt trước, 10 giờ đặt sau. Nhớ nhá, đừng 10 điểm sáng ngủ nhá. Nhớ là sáng ngủ 10 điểm, được chưa? To trước, bé sau. 10 rưỡi, 10 giờ 30 thì người ta có cách gọi khác, đó là 10 điểm. Đúng rồi, sáng ngủ 10 điểm bạn. Ban ở đây là một nửa, là rưỡi. Ví dụ trong tiếng Việt mình có cái câu là gì? Hôm nay bạn đến một mình à? Không, hôm nay tôi đến nửa mình thôi. Nửa mình ấy, nì ý cơ rẫn lái ma. Jin tiên shì nì ý cơ rẫn lái ma là gì? Hôm nay shì là nì ý cơ rẫn. Nì ý một đến tôi một tại một mình hay nửa mình à, của ý cơ đến là một mình tôi, Jin Tian Shi Ni ý cơ đến là một mình bạn, một mình bạn, một mình bạn đến à? Không phải, của sự bạn cơ đến lại là không phải là tôi đến nửa mình. Đúng rồi, bạn cơ đến là nửa mình. Thế nên bạn trong trường hợp này là trong rất nhiều trường hợp cũng đều là một nửa, là rưỡi, là nửa. Bạn ví dụ như là mình có một cái bánh chia cho một nửa, thế là của ý bạn, nỉ bạn, đúng không? Thế thì mua đồ người ta có một cái mình nó bán nữa thì nó như nào không? Nó một cái gọi là của giao ý bạn. Ừ. Tôi bảo là tôi mua một nữa. Của mải ý bạn. Của mải. Đúng rồi. Ý bạn là một nửa mà. Thế cái gì mà cần một nửa thì mình đều dùng từ bạn này. Vậy thì buổi sáng, 10 rưỡi sáng hay là 10 rưỡi 30 sáng thì mình có cái cách nói gì ạ? 10 điểm 半 buổi sáng 10 rưỡi sáng thì nói sao? 10 rưỡi sáng 10 điểm 半 đúng rồi, 10 điểm 半. Ngoài 10 giờ sáng này, 10 rưỡi sáng này thì mình sẽ có 10 giờ 15 phút, đúng không? Ngoài giờ chính xác này, rưỡi này thì mình sẽ có 10 giờ 15 phút. 10 giờ 15 phút thì mình sẽ là 10 giờ và 15 phút. 10 giờ là 10 điểm đúng không ạ? 15 phút là 15 phút chung. Đấy xíu nha. 15 phút chung. Đúng rồi, phân chung là phút. Mình nhìn nhá. 10 phân chung là 15-17 phút. Đúng rồi. Đây, phân chung là phút nha. Phân chung là phút. 15 là 15 phân chung là 15 phút. Đúng rồi. 10 phân chung là gì ạ? 17 đúng rồi. 10 là mười mấy phút. Đợi cho mười mấy phút nhé. Mình không biết là mười mấy phút hay 19 phút. 10 phân chung đúng không? 10 phân chung. Ok. Buổi sáng 10 giờ 15 phút mình đọc gì đi ạ? Mình đọc gì đi ạ? Sáng ngủ 10 điểm 15 phút. Đúng rồi, sáng ngủ 10 điểm 15 phút.
Tiếp theo ngoài cái cách mà mình nói là 10 giờ 15 phút ra thì nó nói là 10 giờ 1 khắc. 10 trong 15 phút là 1 khắc, 1 tiếng 4 khắc. Được chưa? 一刻, 一刻. Được chưa? 上午 10点一刻 là buổi sáng 10 giờ 1 khắc 15 phút. 10点一刻. Ok. Nào, 一刻 là 1 khắc. Thế bây giờ mình nói 2刻 là bao nhiêu? 2刻 là bao nhiêu? 30 phút. 3刻 45 phút. Nhưng đa phần cho đến Trung Quốc người ta sẽ nói trường hợp này. Đúng không? Người ta sẽ nói trường hợp là 10 giờ 15 phút. Đúng không? Hiện tại chỉ điểm. Bây giờ mấy giờ? Hiện tại chỉ điểm. Bây giờ mấy giờ? Hiện tại chỉ điểm 19:08 đọc là nào? Sẽ là gì? Quảng sáng, buổi tối, quảng sáng 7点 8分钟 7点8分钟 đúng rồi, 7点8分钟 Ok, nào bây giờ nói nhá. Hàng ngày bạn dậy từ lúc mấy giờ? Trả lời bằng tiếng Trung. Không, trả lời bằng tiếng Trung là mấy giờ thôi? 晚上九点。早上六点半。OK. 早上7点。早上七点。早上九点。上午。上午喽。上午。上午喽。上午九点。上午。上午吧。十二点。一宿。中午。中午一宿。中午十二点。中午十二点，我一零幺，中午十二点的，我们可能是到十二了。OK， 这里就问题特别稍微点点，đó là thứ một của họ, thì là thứ hai của mình. Cuối chủ nhật đó là星期日hoặc星期天. Cách hỏi hôm nay là thứ mấy thì mình sẽ có cách hỏi là gì đấy ạ? Cách hỏi hôm nay thứ mấy? Hôm nay星期几? Là hôm nay là thứ mấy? Hôm nay thứ mấy? Không có là. Sư cũng được, nhưng không có vấn đề gì cả. Nếu mà gọi là 今天星期几 hoặc là 今天是星期几 đều ok nhá. Cách trả lời là 今天 cộng với thứ. Trả lời nào, 今天星期几? Hôm qua là thứ mấy? 昨天 明天星期几？明天星期四。 OK, nào, cách hỏi hôm nay là ngày mấy mình nói sao đây ạ? 今天几号？ Hôm nay là ngày mấy? 今天几号？ Cách trả lời là 今天 cộng số ngày cộng họ. Nào trả lời cho mình từ hôm nay là chị họ. 今天几号? 今天 là ngày mấy? 10号. Đúng rồi, 今天10号. Hôm nay là 10. Ok, quay trở lại một chút về vấn đề của mình giờ. Mọi người nhìn trên đây là bao nhiêu giờ? 20 giờ 12 phút. Biết sao không? Đồng hồ của Trung Quốc rồi. Bây giờ Trung Quốc theo mình 1 giờ. Mình là 7 giờ thì họ là 8 giờ rồi. Được chưa? Không, giờ cứ tưởng đồng hồ cô sai. Đồng hồ Trung Quốc đấy ạ. Đồng hồ này để Trung Quốc. Nào, mình phân biệt nhá. Mình phân biệt một vài cái mà mình bắt buộc phải phân biệt để có biết lẫn 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 này. Một tuần thì mình sẽ nói là 一个星期 thì sẽ là 星期一 nhớ nhá.
一个星期 là một tuần, nhưng mà 星期一 thì là thứ hai. Y đặt trước thì nó là một, nhưng mà y đặt sau thì nó lại là hai. Nhá, mọi người nhớ, thấy nhá. 一个星期 là một tuần, 星期一 là thứ hai. 一个月 là một tháng, nhưng 一月 là một. 一月 là tháng 1. Nên là 一月 nhá, 一月 tháng 1. Rồi, đọc từ tháng nhá. Đọc đi ạ. Ờ, từ ai nhìn thấy Huyền đi, đọc bắt đầu tiên tháng 1. 一月 二月三月四月五月六月七月七月八月九月十月十一月十二月。这个月大家这个月这个月这个月是几月这个月是几月这个月是一月这个月的唐乃是了啦一月了唐某唐乃啦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 唐某唐乃
Thì tết lửa tháng mà ăn tết được không? Đang đi chờ tháng 12 sắp tết. Mai là mình giải đất đến thăm đến ngày bao nhiêu tết? À. Là ơi tiện nha. Mọi người ơi, bây giờ là 9 là chúng mình đã là ngày mùng bao nhiêu? Chú Si. Đây, 9 là 30, 10 là 1 rồi. Cho nên là dự định của mình là sẽ học hết tuần này. Xong đó mình nghỉ từ đoạn này. Mọi người thấy sao? Hay là thôi học đến 5 tuần 8 nghỉ. Không. Ngày 7 hôm nay rồi, cứ lười đấy thôi. Thế mọi người sao? Mọi người định học cái nào? Mọi người định học bao nhiêu? Học chưa hết. Học hết nữa. Thế mọi người phải đi chúc Tết hay là đi không làm gì đấy? Không làm gì à? Qua Tết học bài thôi. Học thôi. Tại vì em còn thời gian chơi đó. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ là mình nhá, có hai lựa chọn. Mình lựa chọn mình học hết ngày đâu? 2, 4, 6 đây. Hết 26. Hết 26 được không? Ôi nhanh hết. 26 thì nhanh thế à? Thế là mình chưa lấy hết một lượt đúng không? Thì mình chỉ còn bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ngày chuẩn bị Tết rồi đấy. Không, 6 ngày được rồi cô. Ok không? Được rồi. Mọi người vớt đi. 26 tháng 2 nè. 22 là học hết 30. Không hỏi là tùy duyên rồi. Tùy duyên nào? 2 tuần này. Mọi người vớt đấy nào. Về mặt tuần cuối thì chắc đủ hơn. Tuần cuối này đúng không? Đúng rồi. Tuần này thì lại sát, mới lại ngày quá. Học cho nó đâu bí đó. Thế thì là bí ở đây nhá, học hết 31 được chưa? 31 thì chọn đi ở giữa đi. 31 nhá, ok, học hết 31/12 nhá. Rồi ok chốt. Thế thì ok, học hết 31/12 xong rồi là qua Tết mình mới học này. Xong quên hết luôn. Diễn đạt làm gì đấy, không mấy giờ nào. Diễn đạt ý.
làm gì đó bây giờ à, mọi người phải về quê ạ, phải về quê có ai có đi về quê này rồi đâu, chị về quê này em sao phải về quê làm đấy kia lại đi với chị bây giờ nhà đây rồi đúng không, khỏi về quê ạ, khỏi về quê ạ, quê đây anh nhá, ở quê sao về quê ạ, thế cô có về quê không, cô không về đây ba ba tết là hay về quê là sang muộn lắm không em một sáu đấy mà đi làm OK. Nào, việc diễn đạt làm gì đó vào lúc mấy giờ thì mình có cấu trúc là chủ ngữ cộng thời gian cộng với động từ, nghĩa là mình vào thời gian nào làm gì, được chưa? Còn nếu muốn nhấn mạnh thời gian thì mình đặt thời gian ở trước, đúng không? Thì ví dụ mình có cái câu như này như này, đọc ai đọc nhỉ? Có đến ai đọc được? Thế nào? Sang ba, hiếu trạng. Hiếu.凌晨，凌晨啊，凌晨，凌晨啊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 ，凌晨
các bạn 12 giờ cho đến 3 4 giờ thì người ta sẽ gọi là lính trần, là cái thời điểm rất là sớm mà toàn là vào tối. Lính trần, C lính L I N G C H E N, lính trần. Nó có một cái là ban dê là nửa đêm. Ban dê là tối. Lính trần có thể là 1 giờ 2 giờ là lính trần. Đúng rồi. Còn ba dê là 12 giờ. Ba dê 12 giờ là 1 giờ. Ban dê. 你什么时候回家? Bao giờ về đấy? Thì 几点回家? 我半夜回家。半夜。半夜。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 半夜。OK, cách hỏi bây giờ là mấy giờ này? Cách hỏi như nào anh Duyên ạ? Mấy giờ? Xin chào. Trai. Chị điện. Chị điện. Chị điện. Xin chào chị điện là bây giờ là mấy giờ? Đúng rồi. Bây giờ trả lời bây giờ mấy giờ? Xin chào bạn sang chị điện để trả lời luôn đi. Anh á? Vâng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Xin chào. Đúng rồi. Anh có thể gọi, anh có thể gọi chị điện bạn không? Có ạ. Có ạ. Xin chào em, buổi sáng. Ba. Ba. Ba tiền. Chi. Không, anh ấy nhìn được. Đây đây đây, chị đồng hồ này, chị đồng hồ này. Đúng rồi, ba. Ba tiền. Ba tiền bàn. No, ba tiền bàn. Ba tiền. Ba tiền bố. Xin chào, ông sư ba tiền bàn. Ba tiền bố. Chuy. Ở tử. Ở tử. Ở tử. Phần dụ. À, phần. Phân chung. Phân chung. Sao lại gì là phân chung? Phân chung. Chị nhìn là phân chung. Sao lại? Phân. Ba tiên. Gọi là phân chung không? Phân chung. Phân chung. Em có Min là giỏi đấy. Min là gì kiểu là em đấy. Hiểu là gì đấy. Hiểu nhau. Hiểu nhau. Hiểu nhau. Nên là ba tiên. Nên là từ Trung Quốc rồi. Giờ Việt Nam là chi tiền. Thì mình cứ nhìn đâu mình đọc đấy đi. À, thế à? Ok ok. Giờ Việt Nam nhé. Ok nào. Còn bây giờ là 3 tiền, 9 tiền. 9 tiền. 9 tiền. 9 tiền hố. Ơ. 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 Nào, tổng hợp lại như này nhá. Trong tiếng Trung Quốc, cái thứ tự thời gian của họ sẽ là thứ tự nhỏ dần. Từ năm đến tháng, đến ngày, đến thứ, đến buổi, đến giờ, đến phút và đến giây. Giây mình cho hỏi, mình làm đến phút rồi, được chưa? Nhớ. Ví dụ như là bạn vào học lúc mấy giờ? Bạn vào học lúc mấy giờ? Mình nói thế nào đây ạ? Hâm nào? Bạn vào lúc mấy giờ? 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 Thế bảng cái kia ấy. OK，这里面。
từ khóa cũng như là ngữ pháp của bài số 8. Được chưa? Là bài sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy. Và đây là một vài những cái từ vựng trong cuộc sống hàng ngày của chúng mình nhá. Nên là hôm nay vào muộn là nhà gặp bạn số 3 nhá. Đây là những cái từ thăm thưa này, dấu hiệu của ngày theo của này, bơi này, hát và nhảy múa thế nào này, nghe nhạc là gì, xem sách là gì, mua sắm là gì, chơi game là gì, khát nhân nhịp là gì. Được chưa? Trong tất cả những cái này, trong bơi lội này, hát này, nhảy múa này, nghe nhạc này, xem sách này, rồi là đọc sách này, rồi là mua sắm này, hoặc là chơi game, hoặc là xem phim, thì mọi người thích cái gì nhất trong lớp mình? Quán dầu chi. Quán dầu chi ạ? Thêm cái gì? Câu u. Câu u. Câu u. Câu u. Là gì thích gì nhất ạ? Câu u là mua sắm. Câu u là mua sắm. Nào, thích gì nhất? Mi nào, chị Mi nào, chân nào? Người đừng lại y đến thế. Câu hay sao? Cái câu u. Khan su. Khan su rồi, Mi sao? Câu u. Câu u, đúng không? Câu u là cái gì nhỉ? Gọi là sở thích chung, đúng không ạ? Sở thích chung, sở thích chung. Ok. Chị, sao nhưng mà chị, mỗi mình chị ra là một mình một kiểu đấy. Sao chị thích chơi game là sao? Không, chị nhìn đâu, đúng. Đúng, đúng. Đúng, chơi game đấy. Chơi game à? Không phải đấy, đúng không? Ok, rồi ạ, tức là hôm nay là mình đã học hết cái từ mới và ngữ pháp rồi. Mọi người về nhà cũng phải bài tập và chuẩn bị bài sau là bài khóa, là bài thực tập nhá. Ok, mọi người thì chưa hiểu không ạ? Không có gì hả? Nếu mà không có gì, nếu mà mọi người có gì chưa hiểu thì nhắn tin đi phút nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hảo đó, xin chào tất cả. Hảo đó. Thank you.